Ồ, nó cỡ. Rồi, bánh kem nào. Bánh kem nha, chị hát nha, chị hát. Đấy, cây như Hà Bình Ngon đang bó đây là giống bưởi tam hồng. Đấy, cây quá đẹp luôn. Bầu này phải hai người khiêng, một người thì phải vất vả, nặng. Anh Thắng ơi, hai anh em mình khiêng buộc cái dây đen vào khiêng ra ngoài. Một mình không bê được đâu, nặng lắm. May quá. Đấy không, cứ thế là quấn vào gốc đây. Đấy cứ quấn đấy, quấn bao giờ nữa. Xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại thì Hà Bình Ngon đang đánh cây bưởi tam hồng ở vườn. Đây là cây bưởi trai gốc bằng típ 40, 42 hoặc 45. Đây là những cây bưởi rất là đẹp, tán đã được Hà Bình Ngon cắt tỉa tạo tán hơn 2 năm nay rồi. Cây này là 2 năm rưỡi, gần 3 năm rồi. Nên là được Hà Bình Ngon bấm tỉa ngọn tạo tán rất sum suê đẹp đây, nhưng mà con nhìn này. Thì hiện tại đây là Hà Bình Ngon đang đánh mấy cây này xuống cho khách hàng ở dưới Thái Bình. Hiện nay cây bưởi tam hồng thì không còn nhiều. Nếu bà con không nhanh tay đặt hàng là sẽ hết, và hết sẽ không có cây nữa, bởi vì không đi Trung Quốc để nhân giống nữa. Hà Bình Ngon không đi được nữa do Covid. Và bà con ngoài mua giống tam hồng, bà con có thể mua bưởi diễn xịn, bưởi đường chín sớm, bưởi ngọc minh khuê thì có thể liên hệ với Hà Bình Ngon. Bưởi diễn xịn thì Hà Bình Ngon sẽ quay cho bà con xem. Đây bưởi diễn xịn này, cây giống bưởi diễn xịn cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì toàn đa phần là nó bằng típ 34 và típ 40-42. Này, cây thì cũng được Hà Bình Ngon cắt tỉa tạo tán rất là đẹp rồi. Thì bà con ai có nhu cầu mua cây giống của Hà Bình Ngon thì có thể liên hệ qua số máy 0968129996. Địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là cơ sở 1. Cơ sở 2 là xóm 3, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Ngoài ra thì Hà Bình Ngon còn nhiều cây bưởi choai choai to bằng típ 60. Rất là đẹp. Cả bưởi diễn, bưởi đường chín sớm và bưởi tam hồng. Nên là có khách nào mua mà trồng sân vườn biệt thự thì đều có thể liên hệ với Hà Bình Ngon. Như những cây này là sang năm 2022 là bắt đầu có quả này. Cây này gốc to bằng típ 60. Năm 2022 là cây này rất nhiều quả luôn. Đây là Hà Bình Ngon đang giao cây giống bưởi tại nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là những cây bưởi tam hồng, cây rất là đẹp.